Rồi xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh nhà phụ Tùng Rình Xe Cúp nha. Thanh lấy một bộ nồi 7 cửa 70-90 cho anh em lên xe nha. Đây là hàng Vin Tháo xe kho, rất là đẹp nha các bạn. Anh em nhìn nè, đó, đẹp chưa, mới chát luôn nha anh em. Tháo xe kho mới chát luôn, không phải giống như anh em bình thường anh em tháo xe ra là chỗ đây này là nó đen thui hết. Đó, cái này tháo ra anh em nhìn nào. Này là nồi 7 búa nha, giá 2,5 triệu nha các bạn, một bộ cuối cùng cho anh em nào lên xe nha các bạn. Đó, 2,5 triệu nha, nồi côn rất là đẹp nha các bạn. Này là bánh đà nè. Đó, anh em nào gắn cho xe 70 với 90 là đúng đời. Anh em nào mà chơi ngon nữa gắn xe 50 là bá cháy bồ chét luôn nha anh em. Đấy, gắn xe 50 là bá cháy bồ chét luôn. Hơi bị xịn sò á mọi bạn, hơi xịn sò nha. Ok, 2,5 triệu nha, một bộ duy nhất Thanh lý nha. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình. Phương thức mua hàng, những anh em ở khu vực Sài Gòn chúng ta qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản rồi bên mình ship bưu điện giao tại nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha. Cảm ơn tất cả các bạn.